Hãng hàng không United Airlines của Mỹ đang bị chỉ trích sau khi một hành khách lớn tuổi bị lôi sành sạch xuống máy bay do máy bay này quá tải. Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh một hành khách lớn tuổi bị kéo mạnh ra khỏi máy bay của hãng United Airlines. Nguyên nhân là do United Airlines đã nhận đặt chỗ nhiều hơn số ghế nên vào phút chót hãng này phải đề nghị ngẫu nhiên 4 hành khách xuống bớt để lấy chỗ cho phi hành đoàn cùng khoản tiền đền bù là 800 đô la Mỹ. Tuy nhiên một hành khách được cho là gốc châu Á đã từ chối rời máy bay. Hãng United Airlines đã gọi an ninh sân bay đến và hành động để đưa người này xuống. Giám đốc điều hành của United Airlines đã phải lên Twitter xin lỗi hành khách vì sự cố này.